Nhà sáng lập EcoPark Đồng Nai công bố danh sách 8 đại lý phân phối chính thức tại dự án Ecovillage Saigon River. Đây đều là những đối tác có uy tín lâu năm trên thị trường với đội ngũ chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm sẽ cung cấp thông tin và giới thiệu tới khách hàng những sản phẩm tốt nhất, phù hợp với nhu cầu. Các đại lý phân phối dự án Ecovillage Saigon River đều là những đối tác có uy tín lâu năm trên thị trường, được chọn lựa kỹ lưỡng qua nhiều vòng tuyển dụng khắt khe về kiến thức thị trường, sản phẩm. Danh sách đại lý phân phối Ecovillage Saigon River gồm: Công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Smartland, Công ty cổ phần tập đoàn Khải Hoàn Land, Công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản NV Home, Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ bất động sản Queenland, Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ bất động sản Titan Luxury, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển DV bất động sản Manta, Công ty cổ phần nhà Phương Nam Việt Nam, Southern Home, Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và kinh doanh bất động sản Vietstalent Invest. Ecovillage Saigon River được phát triển theo mô hình nghỉ dưỡng 6 sao, kết hợp cùng tổ hợp du lịch chăm sóc sức khỏe và trị liệu chuyên sâu, lấy cảm hứng từ những ngôi làng nhỏ đầy hương sắc. Một thiên đường chăm sóc sức khỏe ẩn mình giữa rừng hoa rực rỡ bên dòng sông. Ecovillage Saigon River là dự án sở hữu mật độ cây xanh trên người lớn, với hơn 170 cây xanh một người, gấp 151 lần mật độ của thành phố Hồ Chí Minh. Mật độ xây dựng toàn khu 15%, 30% diện tích cây xanh và mặt nước, với hơn 4 hectare diện tích cây xanh và công viên, nếu tính cả mặt sông bao quanh. Dự án sở hữu hơn 32 hectare diện tích mặt nước đi qua dự án. Không chỉ sở hữu mật độ cây xanh lớn, Ecovillage còn là một resort nghỉ dưỡng độc nhất khi được bao quanh bởi đảo hoa thơ mộng. Cảnh sắc đẹp như tranh với hơn 200 loài hoa nở 4 mùa quanh năm. Với tiềm lực và uy tín của chủ đầu tư, có thể kỳ vọng Ecovillage Saigon River khi hoàn thành không chỉ mở ra không gian đáng sống hàng đầu khu vực, mà còn hứa hẹn sẽ trở thành sự lựa chọn ưu tiên của người Sài Gòn khi tìm đến resort nghỉ dưỡng 6 sao. Sở hữu đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, chúng tôi hân hạnh được phục vụ khách hàng trong việc lựa chọn căn cùng các giải pháp tài chính phù hợp với nhu cầu của quý khách hàng.